Hôm nay là ngày thứ hai mà chúng tôi có mặt ở đất nước Hà Lan. Nơi chúng tôi đứng đây là trung tâm của thành phố Arnhem, một thành phố miền Nam của Hà Lan. Bây giờ là 8 giờ sáng. Ở Hà Lan mùa đông thì 8 giờ sáng trời mới vừa bừng sáng. Và ngày ở đây rất là ngắn. Người ta đi làm từ 8 giờ sáng và 4 giờ chiều trời đã bắt đầu tối. Và ban đêm hầu như là ít có người ra đường. Và mùa đông ở đây thì rất là lạnh. Như sáng hôm nay chúng tôi xem thời tiết thì biết là nhiệt độ hiện giờ ở Hà Lan là 6 độ C. Trời lạnh. Và ban đêm nhiệt độ còn xuống sâu hơn nữa. Trời còn rất sớm cho nên là những cửa hàng, cửa hiệu vẫn còn đóng cửa. Và bây giờ người ta mới bắt đầu đi làm. Trời lạnh cho nên những cái cây, hàng cây ở đây đều rụng hết lá, tạo nên một cái khung cảnh cũng rất là đẹp. Các bạn cũng có thể thấy là người Hà Lan rất thích sẽ đẹp. Và người ta thiết kế hẳn những con đường dành cho người đi xe đạp. Mùa này chỉ còn những cây phong là còn lại lá, và chúng ta thấy là những cái lá phong đổi sang màu vàng rồi màu đỏ rất là đẹp. Trong khi những cây cối khác thì đã rụng hết lá. Đẹp quá. Cái màu lá và rồi chuyển sang đỏ rất là đẹp. Ở đây những cái bảng hiệu, bảng thông báo đều bằng tiếng Hà Lan, cho nên là cũng gây một chút khó khăn cho du khách. Đây là những con đường mà họ xây dựng dành riêng cho người đi xe đạp, và có cả những miếng hầm ở các cái giao lộ để cho người đi xe đạp băng qua đường. Người Hà Lan ở đây rất thích đi xe đạp, mặc dù là cái lượng xe hơi ở đây cũng nhiều, nhưng người ta vẫn có nhiều người vẫn chọn cái lượng xe đạp để đi lại. Vỉa hè thì dành cho người đi bộ, còn người xe đạp thì đã có phần đường riêng của họ. Chúng tôi là người lạ cho nên là không quen với cái điều này, cho nên là bước xuống đường dành cho người đi xe đạp thì họ rất là khó chịu. Như chúng ta biết là Hà Lan là một cái vùng đất thấp hơn so với mặt biển. Nhiều phần diện tích của Hà Lan là thấp hơn so với mặt biển. Và ngay ở trung tâm thành phố chúng ta thấy là cũng có rất là nhiều con kênh rạch, tạo nên những nét cảnh quan cho thành phố. Hầu như đi đâu chúng ta cũng thấy những cái hồ, những cái con kênh mương chạy ngang qua thành phố.